Kính thưa quý vị, quay trở lại món quà âm nhạc, Ngọc Ánh sẽ được phép gửi đến tất cả quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Lâm Phương, Chỉ Có Em. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vẫn lại chờ.